Thôi, hello. Phải lo chào các bạn ha. Mời hôm nay đến nhà một người bạn. Hôm nay đã lâu ngày gặp lại nhưng mà ghé thăm nhà, thấy nhiều cái tác phẩm rất là nghệ thuật, thì mình muốn quay cho các bạn mà mình chia sẻ. Các bạn còn nhớ chiếc xe bò này không? Chiếc xe bò này là nhớ là cách đây là khoảng 40 năm là mình còn nhớ nè. Còn nhớ 40 năm. Nhưng mà ông bạn của mình lại rất là yêu thiên nhiên, yêu cây nhà lá vườn, trồng cây xanh. Nhưng mà mới tậu được một chiếc xe bò, phải nói là rất là độc đáo. Đã lâu rồi không nhìn thấy chiếc xe này, cũng gần 40 năm rồi mình mới nhìn thấy các bạn ạ. Trong cái quá trình mà đổi mới thì mình cũng đi học ở phương xa, lên thành phố học. Sau đó thì không còn nhìn thấy chiếc xe bò này nữa. Mình nhớ là ngày xưa này, cái này là nó bằng gỗ, nhưng mà thực tế nó bằng gỗ gõ. Ngày trước là cái này là nó có cái niềng bằng sắt nha các bạn. Nó vẫn bằng sắt nhưng mà ông bạn của mình sơn lên các anh ạ. Sơn lên màu vàng nhưng mà nó bằng sắt. Hoàn toàn cái bánh xe bò này nó bằng gỗ hết. Thì ngày xưa là các cụ mà, các anh chị mà ở Đồng Nai á, mấy người xưa á, là họ thường hay vận chuyển chở lúa đi ra đồng, làm nông nghiệp, làm rừng, đi cắt cây cho bò ăn, thì cũng đều là ngồi trên chiếc xe bò này và chở lúa từ chiếc xe bò này luôn nè các bạn. Và hôm nay mình có cơ hội thì mình sẽ review lại chiếc xe bò này cho các bạn cùng xem. Nó rất là đẹp. Mà nhiều người, các bạn, các như là con cháu của chúng ta vẫn chưa biết cái xe bò này nó gọi là xe gì. Thì đây là mình sẽ giới thiệu luôn. Nó là hoàn toàn bằng gỗ. Ngày xưa là có một cái cây dùi ở đây. Cây dùi của nó là dài khoảng 1 mét, nó bằng cây tre hoặc là cây gỗ. Nhưng mà trên cái cây dùi đó mình phải đóng một cây đinh, nó sâu khoảng 1 phân. Để làm gì các bạn biết không? Đánh bò, bò nó không đi, nó lười. Nếu mà trở nặng thì lúc đó là lấy cái cây đó chích nó, đâm nó cho nó mạnh, nó kích nó, con bò nó mới kéo mạnh lên được. Nó sợ đau quá thì con bò nó sợ đau, đâm vào nó, vào da của nó, vì da bò nó dày khoảng 5 ly. Khi đâm nó thì kích nó vào cái hông của nó thì nó mới phóng nó đi, nó chở. Thì cái xe bò này là xe bò, loại này là xe bò là cặp bò kéo, là bò đực, cái ách, cái này là gọi là cái ách bò đó. Thì hai con bò, vì cái ách này anh đã để đây, anh gia cố siết chặt rồi. Đây là một con bên trái và một con bên phải. Và được nó, cái ách này nó nằm ở trên cái cổ bò, cổ con bò. Và đây là cái dây. Và được lỗ này nó đâm, nó thòng xuống dưới, nó thòng xuống dưới để cho con bò chui vô ha. Thì khi mà con bò cho nó đi ăn thì phải có cái cây để dựng lên để cho con bò nó ra ngoài. Hoặc là khi nó yếu mà nó mệt thì dựng cái cây này lên cho nó đứng, nó nhẹ. Đó. Con bò kéo là ở miền Nam chúng ta ngày xưa là sử dụng là chở lúa, chở cây, khai thác rừng, chở những cây về làm nhà. Nhưng đã 40 năm rồi, nay mình đã nhìn thấy. Thì cái đặc trưng của nó là hoàn toàn bằng gỗ hết. Các bạn nhìn sơn màu đen và chứ tưởng nó bằng sắt nhưng thực tế nó bằng gỗ hết nha, nó bằng gỗ. Gỗ gõ nó mới chắc được. Thì đây, cái cây này là cây líp, cây sắt. Cái cốt. Cái cốt sắt. Nó không có xài bạc đàn nha các bạn, cái này nó xài bạc đàn rế. Nó bằng sắt luôn, thằng nhét cho rồi dùng cái chốt này thôi. Thì vận chuyển nó rất là khó hư. Cây thép này là cái láp này nè. Và ở ngoài là cái bạc đạn, gọi là bạc đạn thôi, nhưng mà gọi là cái vòng ngoài nó bằng sắt luôn đấy, bằng vừa nhét vô đây, chui vô trong đây. Thì sau đó là bỏ mỡ bò vô, quét nó, rồi làm cái cữ, nhét từ cái chân cữ nè, nhét vô cái cữ của nó. Đó. Cái chốt là xong, là khóa nó lại nè, dây kẽm nè. Thì cái riêng cái loại xe bò này, gỗ này á, nó rất là chắc nha các bạn. Thường nó bằng gỗ, bằng gỗ căm xe. Thì ở cái bánh xe bò này nó không phải là một miếng một bánh xe bò, một cái thảm thảm, cái thảm cây to đâu. Cái phi nó to vậy đâu. Thực tế là nó có từng khoanh một nè, chỗ nối nè, một điểm nè, 1, 2 thì 60 phân là một khúc là điểm nối nè. Sau đó nó nối tiếp, nó nối. Thì ở đây cái bánh xe bò này đã được bao nhiêu khoanh thì chúng ta phải đếm nè. Một khoanh, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 8 khoanh. Đúng các bạn. Đếm nào. À. 1 2 3 4 5 6 7. Nó có 7 khoanh thôi. 7 khoanh các bạn. Thì nó sẽ lắp ráp vô. Còn những cái căm nó cũng bằng gỗ. Và được cái cữ của nó là cứ khoảng 28 phân gần 30 là một căm. Thì cái căm xe bò này đúng bản chất của nó là bao nhiêu căm? 2 2 4 6 8 10 12 14 14 căm. 14 căm gỗ, căm xe. Căm xe là cái cây gỗ là cây căm xe chứ không phải là cái cây căm là cái căm xe là cũng là đúng nha các bạn. Nhưng mà nó là cái cây gỗ nó tên cũng là căm xe, đây là căm xe bò luôn. À. Thì mình thấy rất là thú vị, mình chia sẻ với tất cả các bạn xem cái xe bò kéo đã có gần 100 năm nay đó, mà thời xưa của chúng ta đã sử dụng. Và sau đó thì chúng ta